Tính đến hôm nay ngày 11 tháng 10, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, đã 39 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.107 ca. Trong tổng số 1.107 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 1.024 ca, số ca còn đang điều trị là 48 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 15.887 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 281 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.022 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 2.584 người.